vãi chưởng anh em ạ. Với AI, trong vòng 10 giây tôi tạo ra 4 bài hát bằng AI. Chuyện là thế này này. Tôi có công việc làm một clip với anh em. Thế là tôi cũng hơi bực thằng cu này. Nó làm hơi bị sai ý đồ của tôi và nó chậm. Nhưng tôi đã lấy đoạn chat này, tôi copy nó ra đây, ra một số công cụ AI này. Và bây giờ các bạn nghe nhá. Tôi bật lại nhá. Vừa rồi tôi quên mất tôi tắt loa tại vì nó hay dã man, hay quá. Bài này tôi thích nhất. Các bạn nghe đi. Đấy nhá. Hoàn toàn là đoạn chat của tôi với nó đấy. Tôi chat cho nó như thế thật anh em ạ. Tôi có nguyên cái đoạn này ra để làm mà. Nghe này. Anh vẫy trưởng. Đấy, đây là dòng Future Bass. Future Bass cộng với Tropical House. Ok. Nó đánh vang hai bên luôn. Rồi các bạn nghe thêm một bản nữa. Bản này cũng hay. Tôi không thích bản này cho lắm nên là tôi đã tạo ra, dùng một con khác, AI khác để nó tạo ra. Và con này cũng cực đỉnh luôn. Vẫn là lời bài hát như thế nhá. Nhưng mà ở đây tôi dùng cái dòng nhạc Dreamy cộng Future Bass để cho có cái độ chuyển nó nảy hơn. Này các bạn nghe đi. Man. Tôi là tôi chơi được nhiều nhạc cũ nhưng mà đến khi nào thì mới làm được nhạc như này. Lời bài hát nó còn thiết kế cả tiêu đề luôn.